Chương trình giờ Giải ảo với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa ở trên Người Việt Online do Đinh Quang Thái phụ trách hàng tuần. Xin trân trọng kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, tuần trước chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa đã đề cập đến những hiểm họa môi sinh mà Trung Quốc đã gây ra cho chính xứ sở của họ và gây ra cho thế giới. Và ông đã dùng cái chữ Trung Quốc là cái trung tâm đầu độc của đất này. Hôm nay chúng tôi muốn trở lại vấn đề này với Nguyễn Xuân Nghĩa thưa ông cái việc mà Trung Quốc họ xây đập rồi họ xây nhà máy liên tục môi trường của họ bị hủy hoại và như ông đưa ra con số thống kê kỳ trước đó trong 20 thành phố mà bị liệt là bị ô nhiễm nhất trên quả đất này thì bên Trung Quốc đã chiếm đến 16 thành phố nhưng mà đó là vấn đề của họ nội bộ của họ nhưng mà cái việc mà họ xuất cảng những cái sản phẩm như ông nói rằng thịt không có đủ phẩm chất thậm chí có cả thịt chuột đi qua cái thị trường của nước Mỹ chẳng hạn thì đó là vấn đề của chúng ta. Nếu chúng ta không cảnh giác, chúng ta không biết thì rõ ràng chúng ta lãnh đủ. Nhưng mà nếu bây giờ đưa ra một cái lời gọi là kêu gọi tẩy chay hàng Trung Quốc thì thưa quý khán giả nhiều người sẽ bảo tại sao lại đặt vấn đề chính trị hóa một 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 việc xã hội y tế như vậy hoặc là ngược lại. Nhưng mà chúng ta phải cảnh giác chứ không ạ? Tôi nghĩ rằng là chúng ta nên để ý đến vấn đề này thưa quý khán giả. À, trước tiên kỳ trước lúc mà anh Thái nói đến cái chuyện mà Trung Quốc kiểm soát vùng Tân Cương và Tây Tạng thì thực tế ra ra là Trung Quốc đang kiểm soát luôn cái dạng Hy Mã Lạp Sơn là cái dạng núi cao nhất thế giới và đó là gọi là đỉnh trời của địa cầu đó và cũng là nơi mà xuất phát ra những cái con sông lớn nhất của Á Châu và khi mà Trung Quốc khai thác cái vùng đất ở trên đó từ, thí dụ trường hợp nói cho nó dễ hiểu đó, kỹ nghệ lâm sản của họ chẳng hạn đó, thì là họ làm cho cái đỉnh tuyết đó, đó càng ngày nó càng thu hẹp lại tức là tuyết mà tan xuống thì chúng ta mới có nước ngọt của những cái con sông lớn đó. thì họ hủy hoại cái môi sinh của lãnh thổ của họ và kể cả ừ. lãnh thổ Tây Tạng cái cao nguyên thanh tạng mà họ kiểm soát nhưng mà đồng thời là cả năm dòng sông lớn chảy qua các cái quốc gia lân bang kỳ trước lúc anh Thái nhắc đến Kyrgyzstan, Pakistan, Ấn Độ Bangladesh, Miến Điện lào việt nam lào và, và việt nam đều bị hết thì chúng ta bị đó là ba nước gọi là đông nam á phía dưới đó đã bị là vì con sông mekong nhưng mà ngoài ra nó còn con sông khác nó chảy qua lãnh thổ của bên phía kyrgyzstan hoặc là bên pakistan và cái sông brahmaputri ở bên ấn độ đó, ở cái vùng mà gọi là đông bắc của ấn độ chẳng hạn thì đấy nó là một cái cái trường hợp kinh khủng lúc mà họ lấy nước từ sông dương tử họ đào kinh để đẩy nước lên cho sông Hoàng Hà để tiêu tưới giải quyết những cái vấn đề ở trên đó, đó. thì nó gây ra những cái hiểm họa về môi sinh cho họ cái con đập gọi là Tam Hiệp nổi tiếng trên thế giới bây giờ đó, đó nó là một cái tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào thế nhưng mà ngược lại thì mình, nếu mình nhìn rộng ra ngoài đó thì Trung Quốc không chỉ có bằng chứng ở Đông Hải mà Trung Quốc đó là còn gây ra những cái tai họa về môi sinh đối với lại các dân tộc khác trên thế giới và riêng là tại đất nước Việt Nam chúng ta thì chúng ta hiểu được rằng là cái sông Mê Công đó là xuất phát từ ở bên Trung Quốc và ở dưới hạ nguồn của con sông đó, đó là có 20 triệu người dân Việt Nam hoặc là 60 triệu người dân Đông Nam Á đó là sống nhờ con sông đó. Và cái con sông đó bây giờ cả cái trật tự về môi sinh đã bị đảo lộn. Thì tôi nghĩ rằng là đấy đó là một cái vấn đề về môi sinh. Và nó cũng là một cái mối nguy mà Trung Quốc đó đó có trách nhiệm phải cùng với thế giới giải quyết họ không muốn giải quyết thì giờ đi sang cái lĩnh vực thứ hai nữa tức là thực họ phẩm. xuất cảm thực phẩm thì năm 2008 thì chúng ta đều đã nhớ đến cái chuyện mà gọi là thực phẩm mà gốc sữa đó. nhất là sữa cho trẻ em và là yeah. thức ăn đó, đó là đã có cái chất melanin là một cái chất độc và nó có nó tạo ra một cái hàm lượng protein cao hơn thực tế nhưng mà nó không phải là protein nhưng mà làm cho người ta có cảm tưởng giống như là đó là một cái có, có chất đạm chất bổ mà thực tế ra đó, đó là đã đầu độc ra không biết bao nhiêu trẻ em ở trên thế giới các quốc gia trên thế giới từ Âu Châu qua đến Hoa Kỳ và các nước nước khác thành ra nếu mà mình mình nói đến cái trường hợp mà bảo rằng là nhiều người Việt Nam ở tại bên ngoài thì cứ cho rằng là cái chuyện Đông Hải chuyện chủ quyền của đất nước chúng ta với Hoàng Sa với Trường Sa đó đó thì không còn nó là chuyện xa vời hoặc là cái thế hệ con cháu của chúng ta sống ở tại bên ngoài này thì cứ nói rằng là mình là người Mỹ, người Âu, người này, người kia mình không có còn dính dáng gì đến Trung Quốc mà thực sự ra đó là Trung Quốc vẫn đang dính dáng đến những cái chuyện chúng ta ăn uống hàng ngày và cái đó, đó đó là từng gia đình một đó đó phải biết nhắc nhở nhau phải cảnh giác về cái chuyện đó và đừng có để Trung Quốc tiếp tục đầu độc thế giới nữa khi chúng ta mua hàng hóa từ nước Mỹ mà đặc biệt là thực phẩm chúng ta có để ý rằng trên bất kỳ một cái bao bì nào họ đều có một cái mã số mà tiếng Anh họ gọi là bar code ấy. thì thưa ông nguyễn xuân nghĩa có cách nào mà chúng ta nhìn vào một cái mã số hoặc bar code trên một cái um, cái vỏ bọc thức ăn hoặc cái bao bì để chúng ta biết rằng uh, cái uh, uh, những cái loại uh, uh, thực phẩm nào ở trong cái để tạo nên một cái sản phẩm như vậy không? Tôi nghĩ rằng là cái, cái đó có thực tế ra thì nó như thế này này khi mà các nước Âu châu và Hoa Kỳ đã phát minh ra cái gọi là ba cốt đó đó là để giải quyết cái nhu cầu của nhà sản xuất và nhà phân phối đặng để biết những cái món hàng đó họ theo cái mã số đó. Thí dụ như ở bên Âu châu đó đó thì dưới cái hàng mà nó có những cái gạch dọc rõ rõ, xuống yeah. đó nó có 13 số. À, bên, bên Hoa Kỳ nó có 12 số. Thế thì mà hãng Tôi lấy ví dụ vun mặt hay bất cứ cái hãng nào họ có thể rằng họ chế tạo cái gì đó ở bên Trung Quốc thì có thể họ tìm thấy được cái đó thì mình biết được thì những cái con số mà tôi nhớ đó, đó là từ 690 cho đến 695 tức là 91, 92, 93, 94, 95 đó là những cái sản phẩm xuất phát từ Trung Quốc. Hay còn những Đã, cái những con, con số cuối cùng á, ba cái con số đầu tiên ở bên tay trái đó, đó nó vâng. có một con số 6 xong rồi nó có cái gạch ngang xong rồi nó có 90 91 92 vân vân gì đó cộng đến với lại chín con số khác đó đó thì ba cái con số đầu tiên là cái đó thì tôi nghĩ rằng là trước khi mình mua một cái món hàng đó đó thì mình cũng kiểm soát được cái đó. Và tuy nhiên đó, đó nó đỡ được một phần thôi, chứ còn thực tế ra tôi lấy giả dụ như là kỳ trước anh Thái có nhắc đến nhiều cái dược phẩm của Mỹ. Có thể rằng là họ mua nguyên liệu từ Trung Quốc mà ngay cái nguyên liệu từ trung quốc nó đã bị nhiễm độc và nếu mà chúng ta là những cái người gọi là công dân có quốc tịch mỹ chúng ta là cử tri thì chúng ta phải để ý và phải vận động với cái cơ quan gọi là kiểm dịch về dược phẩm và thực phẩm đó, tức là cơ quan fda đó, đó quan tâm nhiều hơn đến cái chuyện đó. là tại vì ngay cả trong những thuốc gọi là vitamin của mình đó nó cũng đã có nhiều loại nó đã bị nhiễm độc ngay từ cái gốc tức là họ mua can cham chẳng hạn đó là họ mua những cái nguyên liệu nguyên liệu chế tạo ở tại Trung Quốc và cái đó, đó, đó nó có thể là nó độc hại thành ra tôi nghĩ rằng là thà là chúng ta tìm mua những cái sản phẩm made in USA nó có thể nó đắt hơn, hơn một chút thế nhưng mà nó an toàn hơn và cái thứ nhì nữa đó, đó, là cái gọi là tiêu cực nhưng mà cái tích cực thì chúng ta phải mở ra một cái cuộc vận động để cả thế giới nhìn thấy cái vấn đề đó như vậy và ít ra là chính quyền của các quốc gia mà gọi là có chịu trách nhiệm với người dân đó, đó. phải quan tâm đến chuyện nó tranh thang ông có nhớ là cái đây vào khoảng 2 năm đó thì một số những cái nhà thầu mà xây cất um, ở bên mỹ đó đã phải đưa ra một cái vụ kiện là bởi vì những cái um, vật liệu mà họ mua từ bên trung quốc qua sau khi mà xây xong đó thì mối mọc và nó làm cho cái um... Uh, cái structure, tức là cái hệ thống để mà xây cái căn nhà đó nó không vững và nó có thể bị sụp đổ. Nhưng mà vấn đề của Việt Nam thương nghĩa có hai chuyện mà tôi muốn nêu lên tôi muốn hỏi ý kiến ông. Tuần trước thì chúng tôi có dịp chở bốn đứa con của một người bạn, tuổi 14 tuổi bốn cậu con trai. Thì trong đó có một cậu con trai nói chuyện trên xe bảo là học second language tức là cái 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 ngôn ngữ thứ hai đó. Họ chọn là tiếng Trung Quốc. Thì tôi có quay qua tôi hỏi là tại sao lại cháu lại chọn tiếng Trung Quốc Tò mò hỏi thôi à, Cháu fluently tiếng Anh rồi bởi bẻ bên Mỹ Không chọn tiếng Việt chẳng hạn Thì thằng bé nó nói một câu mà tôi sững người lên Nó bảo bác ơi là bởi vì cháu nghĩ trong đầu cháu đó Someday Chinese is going to take over United States Tức là một ngày nào đó Trung Quốc sẽ chiếm nước Mỹ và khi chuyện nó xảy ra đó, I will identify myself as Chinese, not Vietnamese, not Japanese, and not white để mà khỏi bị giết. Thế là lúc đó cháu sẽ nói với họ rằng tôi là người Trung Quốc đây, tôi không phải là người Việt Nam, tôi không phải là người Nhật, tôi không phải là người da trắng, các ông đừng có giết tôi. Cái đó là một cái suy nghĩ và tại sao một thằng bé 14 tuổi nó nghĩ như vậy? Cái sự kiện thứ hai là tôi vừa mới gặp một người viết lách ở trong nước mà có một cái blog viết rất nhiều vấn đề tệ hại của nhà nước Việt Nam và đã từng bị công an bắt giữ, thả ra rồi bị nhiều biện pháp ghê lắm. Thì tôi có hỏi một câu thế này: Anh viết nặng đến như thế? phải Mà bây giờ anh chưa lãnh những bản án thật nặng đó. Thì tại sao vậy? Đây là một câu trả lời mình phải suy nghĩ. Anh bảo đơn giản thôi. Bởi vì tôi chưa lộ cho cái đảng họ thấy rằng tôi chống Trung Quốc. Và xin đồng bào hải ngoại nhớ cho một điều rằng bất kỳ người nào trong nước mà hó hé cái tư tưởng hoặc hành động chống Trung Quốc là bị bắt ngay. Thưa quý vị, hôm nay nhờ Bram Nhật Báo Người Việt trong số ra ngày 16 tây tháng 5 có loan một cái tin hai người đó là Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha để ra tòa và mức án là từ 8 tới 12 năm chỉ vì một cái tội thôi là cả hai sinh viên này đã có hành vi tuyên truyền chống Trung Quốc và cái anh ở trong nước ra anh nói với tôi rằng đã có một cái chỉ thị rất rõ ràng ở trong nội bộ các tờ báo đó là không được đăng những bản tin độc hại của Trung Quốc và công an cũng được hiểu rằng nó có thể tha hoặc là tạm tha những người mà có cái suy nghĩ và hành động chống lại cái chế độ hiện nay tạm tha thôi nhưng mà anh nào mà hó hé chống Trung Quốc là bị bắt ngay, đó là cái hiểm họa, cái độc hại lớn nhất. Tôi nghĩ rằng là chúng ta hai cái kinh nghiệm mà anh Thái vừa mới kể lại đó, đó, con cái của chúng ta ở bên ngoài này và cái tuổi trẻ ở trong nước Nó kia có thể đả kích chế độ đó, đó, có khi họ còn có thể làm ngơ nhưng mà đốt đến Trung Quốc đó, đó là bị bắt ngay. thì chúng ta thấy ra là cái vấn đề Trung Quốc của Việt Nam đó nó nằm ở tại Hà Nội nó nằm ở trong cái hệ thống chính trị hiện nay trở lại đến cả một cái khung cảnh mà chúng ta vừa mới nói đến một cái trung tâm đầu độc thế giới đó thì vấn đề trung quốc của thế giới đó nó nằm ở khắp mọi nơi hết thì khi chúng ta có vấn đề trung quốc của việt nam và vấn đề trung quốc của thế giới thì chúng ta đặt cái vấn đề như vậy chúng ta hiểu ra được rằng là trong những cái hoàn cảnh nhất định việt nam có thể cộng tác cùng với thế giới để giải quyết vấn đề trung quốc của thế giới và một trong những cái điều kiện đầu tiên hết tất cả đó thì tức là làm sao mà giải quyết được cái hệ thống chính trị hiện tại cái vấn đề trung quốc của việt nam nó nằm ở tại hà nội và cái đó tôi nghĩ rằng là chính những cái người đảng viên cộng sản bây giờ cũng phải thấy rằng là đó là một vấn đề họ cần phải góp phần giải quyết và cái chuyện thứ nhì nữa đó thì có thể rằng là chúng ta sẽ nói tiếp đó, là trở lại với cái vấn đề vệ sinh dịch tễ an toàn thực phẩm đó, đó, thì tôi nghĩ rằng là người Việt mình đã cũng phải tự giải ảo đấy và đừng có học theo Trung Quốc như là trong quá khứ đã từng học và trong ngày cho một cái nay vẫn cụ thể. Tôi nghĩ việc đầu tiên nữa cả trở lại mình nói chuyện những cái vi khuẩn mà H7N9 chẳng hạn đó, đó. thì lúc bây đã có cái chuyện kêu gọi rằng là đừng có nhập cảng gà vịt của Trung Quốc. Tại vì nó nhiễm độc nhưng vì cái lòng tham. Đó là Việt Nam nó ở trong nước ở tại Việt Nam nó vẫn có để tình trạng đó nó xảy ra cái thứ hai nữa đó là chúng ta cũng đều đã thấy ngay đồng bào của chúng ta ở khắp mọi nơi nên nói rằng là một số những cái thực phẩm mà xuất phát từ Việt Nam đó đó, cũng đã có những cái tình trạng bị nhiễm độc như vậy gạo thì tráng bằng thức plastic cốm sấy rồi bao nhiêu những cái thức ăn của chúng ta đó, đó là nó độc hại nước tương vân vân đó như vậy nó cũng đã xảy ra, tức là chúng ta, nhiều người Việt Nam, không nói đến cái hệ thống lãnh đạo mà họ kiểm soát cái thông tin và tư tưởng mà không cho bất cứ một nhà báo nào hay là một người sinh viên nào mà đả kích Trung Quốc chẳng hạn. Đó đó là một cái tệ nạn. Nhưng mà cả cái quần chúng ở dưới, người Việt Nam chúng ta đó, đã có những cái người vì cái lòng tham đó đó mà tiếp tay ở Trung Quốc. Làm việc, sản xuất theo cái kiểu của Trung Quốc, bằng cách gọi là xuất cảng hàng độc hại. Cái thứ nhì nữa đó là, thậm chí còn nặng hơn thuần trở về về kinh tế đó, đó là khi Trung Quốc xuất cảng ra một số những cái hàng hóa của họ đó đó là qua bên Hoa Kỳ và Âu Châu đó, đó là đụng vào những cái cô ta và vào những cái hạn ngạch đó, đó thì họ đã tuồn những cái hàng đó qua bên phía Việt Nam và Việt Nam đó đó là lấy hàng hóa của Trung Quốc đóng cái nhãn made in Việt, Việt Nam lên đặng để lọt qua cái cửa ải đó vào các cái quốc gia khác và tiếp tục trường hợp đó, đó là đã xảy ra cách đây 4 năm với lại một số những cái xe đạp của Việt Nam xuất cảng qua bên Âu Châu thì các nước Âu Châu họ nhìn thấy họ bảo là sẽ đạp cái sản lượng của xe đạp nó không tăng mà tại sao cái số xuất cảng của Việt Nam nó về xe đạp nó vào Trung Quốc vào vào Âu Châu lại tăng thì họ mới truy ra hóa ra rằng là người Việt Nam lấy hàng Trung Quốc đóng nhãn Việt Nam đóng nhãn Việt Nam và tức là ăn cái gốc lớn đó thì các cái doanh nghiệp của Trung Quốc ăn đầu cái ngọn đó thì là người Việt Nam đứng bên cạnh thì tôi nghĩ rằng là nó y hệt như là cái lối làm ăn đó như vậy thì nó cũng giống như là Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ đó thì là cũng có tội nữa và cái đó tôi nghĩ rằng là mình 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 sẽ nói chuyện trong một cái lần tới mục một giờ dẻo với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa bàn về hiểm họa Trung Quốc đối với thế giới tuần này đến đây là tạm ngưng đi quanh Thái xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tuần tới. Ở Sài Gòn City Market Lay là ngôi chợ của người Việt Nam, khang trang, rộng rãi, có hoa tươi, rau quả mới từ nông trại về, có cá, tôm, cua sống còn bơi lội trong hồ, các loại thịt bò, thịt heo, thịt gà được chọn lọc từ lò, luôn tươi ngon có nhiều loại rượu bia, đồ khô, đãi tiệc cưới và sinh nhật, có thực phẩm Tây Hồ, có gạo Pendaroy, có anh Minh chuyển tiền, dịch vụ trả tiền ABC và di trú. On sale mỗi ngày, chợ Sài Gòn City tọa lạc tại ngã tư Rốt hết và Mẹp Ba Đình. Quý vị cũng có thể đi chợ trên website www.saigonbuy.com 714 531 9800.